Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất rất đẹp. Địa chỉ là thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Mình dẫn các bạn đến thăm một vòng. Để các bạn có nhu cầu mua thì mình sẽ để số điện thoại phần tiêu đề.